Ok, đây là một cái tủ bơm nước tự động ha. Mình test, mình gửi. Thì tủ này nó có, con này là công tắc dòng chảy nha, báo nước đầu ra. Đấy, để nó báo là có dòng chảy nước trong này thì nó sẽ tác động cái tiếp điện nó đưa về tủ. Đây là công tắc phao ha. Công tắc phao kéo bình thường thôi. Thì những cái tín hiệu đây là tín hiệu 10 dc, 12V ha. Thì mình đang đấu tạm ở đây cho nên là mình đang kéo như vậy nè. Thì thằng này là 12V cho nên mình không lo về giật ha. Đấy, thì cái tủ của mình đây. Đèn này đèn báo nguồn, đèn này đèn báo lỗi. Khi có nguồn thì đèn này sáng, khi có lỗi xảy ra thì đèn này sáng, khi bơm chạy thì đèn xanh này sáng. À, này là ba vị trí nè ha, ba vị trí ở chỗ là tắt, chạy bên này chạy tay, chạy bên này chạy tự động. À, trong nó sẽ có một cái CB test bật nguồn, bộ điều khiển, relay, timer này để điều chỉnh cái khoảng delay ha, delay nó sẽ ngắt bơm đi nhá ha. Đấy. Rồi. Một con khởi, đây là những cái thiết bị điện công nghiệp cho nên nó rất là an toàn ha. Đây mình sẽ có cấp rất đơn giản thôi, cấp nguồn vào đây ha, cấp nguồn ra bơm và nó sẽ có hai cái cặp tín hiệu, một cặp tín hiệu ra cho công tắc chạy, cặp tín hiệu ra cho công tắc phao ha. Là nó sẽ có hai đường cặp tín hiệu như vậy và tín hiệu này tín hiệu 12V DC ha. Rồi mình sẽ test, sẽ bật bơm nè, bật CB lên. Khi mà bật CB lên á thì đèn bóng ngủ nó sáng ha. Ở chế độ thứ nhất là chế độ chạy tay thì mình sẽ bật qua đây thì bơm sẽ chạy tay ha. Đây. Qua đây bơm chạy ha. Đấy, tắt này. Đấy, đây là chế độ bật tắt độc lập ha. Bật tắt thay độc lập. Và chế độ chạy tự động thì nó sẽ chạy tự động theo công tắc phao, tức là khi nước trong bồn cạn thì công tắc phao kéo bơm chạy, nhưng mà con này nó không nhận là có nước đầu ra, nó sẽ tự động ngắt bơm. Chừng nào con này nó nhận biết là có nước ở đầu ra thì nó cho bơm chạy ha. Cái sự trường hợp này mình đang khóa cái vòi nước ở đây. Thì khi mà công tắc phao tác động ha, bơm chạy nhưng mà nó sẽ không có nước ở đầu ra đây ha. Sau một khoảng thời gian nó sẽ tự động nó ngắt bơm. Khoảng thời gian này mình đang delay ở trên cái con timer kia ha. Đang chỉ định trên con timer kia. Này mình đang để ra hơi lớn. Đó, ha. Đấy, sau một khoảng thời gian nó sẽ tự động ngắt bơm và nó báo lỗi đèn vàng này ha. Này, để mình giảm cái thời gian delay đi một tí. Chỉ khi nào bơm chạy nhưng mà nó sẽ có nước ở đầu ra này thì nó mới cho bơm chạy ha. Ví dụ trường hợp này mình sẽ mở cái vòi nước ở đây ra. Mình sẽ mở cái vòi nước ở đây ra để cho có nước ha. Thì bơm chạy này ha, nước ở đầu ra vẫn có này ha. Bây giờ mình sẽ khóa cái vòi đằng kia đi. Bây giờ mình phải làm sao để mình một tay mình đó, mình sẽ cố gắng mình khóa cái vòi để lại đây. Khoan cái vòi này lại đây, nước nó không ra đây nữa đây ha. Trong khoảng thời gian nó sẽ ngắt cái bơm đi, nước không có đâu ra này ha. Khoảng thời gian nãy mình đang để rất là lớn, hơi lớn tí. Cái này thì chúng ta sẽ chỉnh định trên cái con timer đằng kia ha. Nên nó ngắt bơm ra, nó báo đèn vàng. Đây, thằng này chỉ chạy khi nào khi bơm chạy nhưng mà công tắc dòng chảy ra này nó không, nó nhận biết được có nước ra ha. Thì nó mới cho bơm chạy tiếp. Đấy. Rồi, ok. Sẽ tạm dừng đây. Sẽ đóng cái tủ này lại và mình sẽ gửi. Ha. Đây là những cái tín hiệu 12V DC nha. 12V DC cho nên là rất là an toàn. Chúng ta về chúng ta chỉ cần đấu đúng theo những cái sơ đồ mình đã ghi ký hiệu trên những cái đầu dây này thì nó sẽ chạy thôi. Ha. Rồi.